29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh News 247. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Em gái trà sữa sở hữu 8,4 tỷ đô la Mỹ ở tuổi 30. Trương Trạch Thiên, sao thời trang được gọi là em gái trà sữa, nắm khối tài sản 8,4 tỷ đô khi 30 tuổi. Cuối tuần qua, hãng nghiên cứu lĩnh vực kinh tế tài chính Hurun công bố danh sách cựu sinh viên thành công nhất. Năm thứ ba liên tiếp, Hurun thực hiện danh sách này. Tại Trung Quốc, nhiều tỷ phú tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa và Đại học Chiết Giang, mỗi trường có 32 người. Trương Thạch Chiên là cựu nữ sinh Đại học Thanh Hoa giàu có nhất với 60 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 8,4 tỷ đô la Mỹ. Hãng nghiên cứu xếp Trương Trạch Thiên đứng độc lập, còn theo tạp chí kinh tế New Fortune, Trương Trạch Thiên và chồng doanh nhân Lưu Cường Đông nắm khối tài sản 84 tỷ nhân dân tệ, khoảng 12 tỷ đô la Mỹ, danh sách công bố giữa năm 2023. Trương Trạch Thiên kết hôn với Lưu Cường Đông, nhà sáng lập công ty thương mại điện tử Jing Dong năm 2015, từ đó giữ các vị trí quan trọng trong công ty. Cô sinh năm 1993, nổi tiếng khắp Trung Quốc từ năm 2009 với hình ảnh mặc trang phục nữ sinh cầm cốc trà sữa. Người đẹp được khen mang vẻ đẹp trong trẻo, duyên dáng. Từ đó truyền thông và khán giả thường gọi cô là em gái trà sữa. Trạch Thiên từng được ngưỡng mộ vì có thành tích học tập tốt. Năm 2011, cô được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh tiếng hàng đầu châu Á. Vì việc học, cô từ chối đóng phim Lăng Thập Tam Hoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau khi kết hôn, Trạch Thiên thường xuyên tham gia tuần lễ thời trang quốc tế, liên hoan phim Cannes. Theo Sina, cô là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng tới lĩnh vực thời trang ở Trung Quốc. Trương Trạch Thiên sinh con gái đầu lòng năm 2015. Năm 2018, Lưu Cường Đông vướng bê bối với Lưu Tịnh Nghiêu, cô gái người Hoa sống ở Mỹ. Vụ kiện kéo dài 4 năm. Năm 2022, hai bên thỏa thuận hòa giải. Doanh nhân xin lỗi và cảm ơn vợ ở bên bao dung, động viên tinh thần. Khi kết thúc nhiệm vụ, Lưu Cường Đông viết trong một thông cáo gửi truyền thông, không có cô ấy, tôi không thể chống chọi đến hôm nay, tôi sẽ trân trọng, nâng niu, bảo vệ tốt gia đình mình. Ông cũng tiết lộ, vợ mang thai lần hai. Một số nguồn tin cho biết Trương Trạch Thiên sinh đôi, hai bé, song cô chưa xác nhận. Trạch Thiên cho biết hồi nhỏ cô mong trở thành người hoàn hảo được mọi người yêu mến, nhưng tôi nhận ra điều đó là không thể. Bây giờ tôi chỉ muốn được thật lòng đối diện bản thân, bạn bè, cuộc sống. Tôi còn nhiều nhược điểm và chẳng quá xuất sắc trong học tập. Tôi chỉ muốn tiến bộ và được như những người bình thường, thi thoảng lười nhác một chút. Trạch Thiên chia sẻ. Trương Trạch Thiên cũng lần đầu phủ nhận tin đồn thuê người viết bài trên mạng xã hội để ca ngợi cô, đánh bóng bản thân. Cô còn bác bỏ tin trước đây gian lận thi cử, học kém ở Đại học Thanh Hoa. Cũng kể từ khi chồng vướng bê bối ở Mỹ năm 2018, Trương Trạch Thiên hiếm khi xuất hiện công khai, ít đăng trạng thái trên trang cá nhân. Theo Sina, từ tháng 9 năm 2023, cô sang Anh học. Gần đây, Trạch Thiên mở lòng hơn, thường đăng ảnh trên trang cá nhân, tương tác với bạn bè và người hâm mộ. Mới đây nhất, Trạch Thiên viết, nhiều tháng qua cô sống trong áp lực, bao nhiêu đêm thức khuya, nỗ lực chỉ mình tôi biết. Tôi may mắn có cơ hội học hỏi những người ưu tú, tôi sẽ chăm chỉ, không hổ thẹn lòng mình, Trương Trạch Thiên viết. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.